chào các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Nguyễn Minh Đăng, hiện đang công tác tại trường học Nguyễn Bính, huyện Hồng Dân. Hôm nay thầy sẽ cùng các em để ôn tập một cái chủ đề môn toán ở lớp 5, đó là chủ đề 30, về ôn tập diện tích, thể tích và thời gian. Thì trước khi đi vào bài học thì thầy sẽ mời các em để cùng khởi động với thầy để ôn lại một số kiến thức nội dung cũ. Và phần khởi động này có một số câu hỏi và các em cần chuẩn bị giấy nháp viết để chúng ta cùng kiểm tra kiến thức. Câu hỏi chúng ta thầy sẽ đọc và chúng ta sẽ cùng kiểm tra trong thời gian 10 giây để chúng ta cùng kiểm tra kết quả ha. Câu hỏi thứ nhất, điền số thích hợp vào chỗ chấm 10 km 18m bằng .. km. Thời gian bắt đầu. Rồi, chúng ta có kết quả là 10,018 km. Chúng ta sẽ qua câu hỏi số 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm 2 km 8m bằng .. m. Thời gian 10 giây bắt đầu. Chúng ta có kết quả là 2.008m. Câu hỏi số 3, điền số thích hợp vào chỗ chấm 5 tấn 25kg bằng .. kg. Thời gian 10 giây bắt đầu. Chúng ta có kết quả là 5.025 kg. Rồi vừa qua chúng ta vừa khởi động cùng thầy để kiểm tra nội dung kiến thức, đó là kiến thức về đo bảng đơn vị đo khối lượng và bảng đơn vị đo độ dài. Thì thầy tin rằng các em đã có những cái kết quả rất là đúng rồi, phải không nào? Và bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng học với chủ đề 30 về ôn tập diện tích, thể tích và thời gian. Đối với bài học này thì hôm nay chúng ta cần nắm rõ một số yêu cầu sau đây: biết được mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, thể tích và thời gian, viết các số đo diện tích, thể tích, thời gian dưới dạng số thập phân, biết giải các bài toán có liên quan đến diện tích, thể tích, các hình đã học. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, chúng ta đi vào bảng đơn vị đo diện tích. Thầy mời chúng ta cùng quan sát và chúng ta cùng lấy tiết chì ra thực hành cái bảng đơn vị đo diện tích. Chúng ta thấy rằng cái bảng đơn vị đo diện tích này chúng ta gồm có 7 đơn vị, gồm có km vuông, hectomet vuông, deca mét vuông, mét vuông, decimet vuông, centimet vuông và milimet vuông. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sẽ lấy tiết chì để hoàn thiện vào cái những cái vị trí còn trống này để chúng ta xem cái mối quan hệ của các đơn vị như thế nào với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thầy để kiểm tra kết quả ha. 1 km vuông thì bằng 100 hectomet vuông. 1 hectomet vuông thì bằng 100 decamet vuông, và tương tự 1 decamet vuông thì bằng 100 mét vuông, và 1 mét vuông thì bằng 100 decimet vuông. 1 decimet vuông thì bằng 100 cm vuông, và 1 cm vuông thì bằng 100 mm vuông. Và từ đây chúng ta nhận thấy gì? Hai đơn vị đứng liền kề, một đơn vị lớn bằng 100 lần đơn vị bé liền kề. Và chúng ta sẽ đổi ngược lại. Ở đây chúng ta có 1 hectomet vuông sẽ bằng 1% km vuông. 1 decamet vuông sẽ bằng 1% hectomet vuông. 1 mét vuông sẽ bằng 1% decamet vuông. Và 1 decimet vuông sẽ bằng 1% mét vuông. Tương tự 1 cm vuông sẽ bằng 1% decimet vuông, và 1 mm vuông bằng 1% cm vuông. Ở đây ta cũng có nhận xét rằng đó là một đơn vị bé liền kề bằng 1% đơn vị lớn. Mời các em đi vào nội dung số 2, đó là bảng đơn vị đo thể tích. Ở trong chương trình của chúng ta đã học được 3 cái đơn vị đo thể tích, đó là mét khối, decimet khối và cm khối.
Đối với mét khối thì ký hiệu gồm có M và chữ số 3 ở trên đầu. Đề xi mét khối thì gồm có chữ giờ, chữ M và số 3 ở trên. Và cm khối gồm có cm và có số 3 ở trên. Và các mối quan hệ giữa đơn vị đo liền nhau thì 1 cm khối sẽ bằng 1000 đề xi mét khối. Và 1 mét khối sẽ bằng 1 triệu cm khối. Tương tự, 1 đề xi mét khối bằng 1000 cm khối và 1 đề xi mét khối bằng 0,001 mét khối. 1 cm khối sẽ bằng 0,001 đề xi mét khối. Đối với bảng đơn vị đo thể tích, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Hai đơn vị liền kề hơn kém nhau 1000 lần. Đơn vị lớn bằng 1000 đơn vị bé liền kề và ngược lại. Đơn vị bé liền kề bằng 1/1000 đơn vị lớn. Và chúng ta sẽ đi vào cái bảng đơn vị đo thời gian. Bảng đơn vị đo thời gian thì chúng ta đã học. Và ở đây thầy sẽ khái quát một số cái đơn vị đo thời gian mà chúng ta đã học trong thời gian qua. Và chúng ta lưu ý đây là có thế kỷ so với năm, rồi năm so với tháng, năm so với ngày, một năm nhuận có bao nhiêu ngày, rồi cứ bao nhiêu năm mà lặp lại thành một năm nhuận. Thì bây giờ chúng ta sẽ thầy sẽ dành cho thời gian ta ít phút để chúng ta có thể dùng viết chì để ghi kết quả vào. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả với thầy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả. Một thế kỷ thì bằng 100 năm. Một năm thì gồm có 12 tháng. Một năm thì gồm có 365 ngày. Một năm nhuận thì 366 ngày. Cứ 4 năm thì lại có một năm nhuận. Một tuần lễ thì có 7 ngày. Và một ngày thì có 24 giờ. Một giờ thì có 60 phút. Và một phút thì có 60 giây. Đối với bảng đơn vị đo thời gian thì chúng ta cố gắng xem cái mối quan hệ của từng đơn vị. Nó không giống như bảng đơn vị đo diện tích, thể tích hoặc đo độ dài là hơn kém nhau 100 lần hoặc là 1000 lần. Ở đây từng cái mối quan hệ giữa hai đơn vị nó có cái mối quan hệ khác nhau. Ví dụ như thế kỷ thì so với năm thì thế kỷ bằng 100 năm. Nhưng một năm thì so với tháng thì năm chỉ bằng 12 tháng. Như vậy chúng ta trong quá trình biến đổi bảng đơn vị đo thời gian thì chúng ta cần lưu ý từng cái cặp mối quan hệ của từng đơn vị với nhau. Đi vào nội dung tiếp theo thì thầy mời các em cùng giải bài toán như sau. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Chúng ta bài toán chúng ta gồm có 4 ý. 1 mét khối bằng chấm chấm đề xi mét khối. 7,268 đề xi mét khối bằng chấm 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 cm khối. 0,5 mét khối bằng chấm 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 cm khối. Và cuối cùng là 3 mét khối 2 đề xi mét khối bằng chấm 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 đề xi mét khối. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện giải vào giải nháp và sau đó chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả với thầy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả nha. Dựa vào cái bảng đơn vị đo thể tích vừa rồi chúng ta đã học thì 1 mét khối bằng 1000 đề xi mét khối. Và ý tiếp theo là 7,268 đề xi mét khối bằng chấm chấm cm khối. Đối với cái này, cái bài tập này thì chúng ta trong quá trình đổi chúng ta cần lưu ý. Chúng ta thấy là từ đơn vị đề xi mét khối đổi qua cm khối là từ đơn vị lớn chuyển sang đơn vị nhỏ. Trong quá trình thực hiện thì chúng ta sẽ thực hiện lấy cái giá trị này để thực hiện phép nhân. Mà cái mối quan hệ giữa đề xi mét khối và cm khối là hơn kém nhau 1000 lần. Nên ta chỉ việc lấy 7,268 nhân cho 1000 thì chúng ta sẽ được kết quả đó là 7,268 cm khối. Và với cách làm tương tự như vậy ta cũng có kết quả như sau. Ta chỉ cần lấy 0,5 nhân với 1 triệu. Lý do là mét khối và cm khối hơn kém nhau 1 triệu lần. Chúng ta lấy 0,5 nhân với 1 triệu thì bằng 500.000 cm khối. Ý tiếp theo, ở đây chúng ta quan sát vế bên trái gồm có hai đơn vị là 3 mét khối, 2 đề xi mét khối. Nhưng mà đổi sang vế bên phải thì chúng ta chỉ có một đơn vị thôi.
Hay nói cách khác là khi làm bài toán dạng này thì chúng ta sẽ tính tổng hai cái đơn vị này đổi về cùng một đơn vị. Và chúng ta thấy là hai decimet khối với decimet khối này nó đã là cùng đơn vị rồi, chúng ta không cần quan tâm mà chúng ta chỉ cộng vào cái đơn vị thứ nhất mà thôi. Ở đây ta có 3 mét khối, chúng ta đổi về 3 về decimet khối thì chúng ta sẽ có là 3000. 3000 cộng với 2 chúng ta sẽ có là 3002 decimet khối. Đó là nội dung của bài tập số 2. Và đối với bài tập này thì chúng ta cần lưu ý một điều như sau. Trong quá trình giải thì chúng ta sẽ nhớ dùm thầy đó là cái mối quan hệ đo của hai đơn vị. Ví dụ như là mét khối và decimet khối, rồi mét khối và centimet khối, để trong quá trình thực hiện chúng ta sẽ biết cách thực hiện cái mối quan hệ đó để giải kết quả cho nó hợp lý. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài tập số 3. Bài tập số 3 về liên quan đến bảng đơn vị đo thời gian và viết số thích hợp vào dấu chấm. Câu A, chúng ta có 5 ý: 60 phút bằng chấm chấm giờ, 45 phút bằng chấm chấm giờ bằng 0, chấm chấm giờ, 15 phút bằng chấm chấm giờ và 0, chấm chấm giờ, 1 giờ 30 phút bằng chấm chấm giờ và 90 phút bằng chấm chấm giờ. Ý B thì ta có là 60 giây bằng chấm chấm phút, 90 giây bằng chấm chấm phẩy phút, 1 phút 30 giây bằng chấm chấm phút. Bây giờ chúng ta để làm được bài toán này thì chúng ta sẽ dựa vào bảng đơn vị đo thời gian. Và hồi nãy thầy đã có nhắc chúng ta đó là gì? Chúng ta sẽ xem xét cái mối quan hệ của từng cái cặp đơn vị, coi cái mối quan hệ đó như thế nào. Ví dụ như là giây với phút, rồi phút với giờ. Chúng ta xem để chúng ta cùng thực hiện. Và ở đây trong cái bài toán này chúng ta còn lưu ý cái bài toán có một điều đó là gì? Đối với những cái dấu chấm mà nó có dấu phẩy này, là ý có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện để ghi kết quả bằng số thập phân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng giải ha. Bây giờ chúng ta sau đó chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả với thầy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả. Ý thứ nhất, 60 phút thì bằng 1 giờ. Đây chúng ta dựa vào cái mối quan hệ giữa bảng đơn vị đo thời gian hồi nãy thì chúng ta đã thực hiện rất là dễ dàng. 45 phút bằng chấm chấm giờ. Ở đây chúng ta có thể ghi bằng phân số. Do cái mối quan hệ giữa phút và giờ là 1 giờ bằng 60 phút nên chúng ta đổi từ phút sang giờ, ta thực hiện phép chia. Ta lấy 45 chia cho 60. 45 phần 60 sau khi chúng ta rút gọn lại bằng 3/4. Và khi ghi thành số thập phân chúng ta sẽ bằng 0,75 giờ. Cũng với cách làm tương tự như ý trên thì chúng ta có 15 phút bằng 1/4 giờ và ghi thành số thập phân đó là bằng 0,25 giờ. Tiếp theo đó là 1 giờ 30 phút bằng giờ. Ở đây chúng ta bằng 1,5 giờ. Và 90 phút bằng giờ. Ở đây chúng ta quan sát đó là từ phút chuyển sang giờ mà phút lại nhỏ hơn giờ nên chúng ta thực hiện phép chia. Ở đây cái mối quan hệ giữa phút và giờ là 1 giờ thì bằng 60 phút. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần lấy 90 chia cho 60. Chúng ta cũng bằng 1,5. Đó là kết quả của câu A. Chúng ta chuyển sang ý B. 60 giây bằng chấm chấm phút. Cái này rất là dễ dàng. Chúng ta dựa vào bảng đơn vị đo thời gian chúng ta có kết quả ngay ha. Là 1 phút. 90 giây bằng, chúng ta lưu ý chỗ dấu phẩy này có nghĩa là số thập phân, ghi kết quả là số thập phân bằng phút. Ở đây chúng ta xét xem cái mối quan hệ đó là phút và giây. 1 phút thì bằng 60 giây. Và từ giây mà chuyển sang phút có nghĩa là từ đơn vị bé chuyển sang đơn vị lớn, ta thực hiện phép chia. Ta lấy 90 chia 60 chúng ta cũng bằng 1,5. Và tương tự chúng ta có 1 phút 30 giây bằng chấm chấm phút. Ở đây chúng ta bằng 1,5 phút. Đó là nội dung của bài tập số 3 mà chúng ta thực hiện liên quan đến bảng đơn vị đo thời gian. Để giải những cái dạng toán có liên quan đến bảng đơn vị đo thời gian này thì chúng ta lưu ý giùm thầy cái mối quan hệ của từng cặp đơn vị. Ví dụ như là trong cái bài tập này thì đó là gì? Giờ và phút, rồi phút và giây. Tuy nhiên thì cũng có những cái dạng toán người ta cho sẽ có những cái cặp quan hệ giữa đơn vị đo thời gian khác, ví dụ như là tuần với ngày, rồi ngày với giờ. Chúng ta lưu ý điều đó.
Bây giờ mời các em chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài tập số 4 trong sách giáo khoa trang 155. Một thứ ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Trung bình cứ 100m² của thửa ruộng đó thu được 60kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc và trả lời cho thầy một số câu hỏi sau để chúng ta cùng nghiên cứu bài toán này. Thông qua bài toán này thì bài toán đã cho biết gì? Chúng ta thấy là gì? Bài toán đã cho biết là chiều dài của hình chữ nhật. Chiều dài của hình chữ nhật là 150m. Chiều rộng thì bằng 2/3 chiều dài. Nhưng mà ở đây chúng ta lưu ý là chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nhưng mà chưa biết cụ thể chiều rộng là bằng bao nhiêu. Và trung bình cứ 100m² thì thu được 60kg thóc. Như vậy để giải được bài toán này thì chúng ta đầu tiên, chúng ta cái mấu chốt cuối cùng là chúng ta phải tìm được cái diện tích. Và trong cái bài này người ta cho là đây là hình chữ nhật. Như vậy muốn tính diện tích hình chữ nhật, chúng ta nhớ lại công thức giùm thầy. Muốn tính diện tích hình chữ nhật thì chúng ta phải có hai yếu tố, hai cái đại lượng, đó là chiều rộng và chiều dài. Như vậy xét xem thì cái bài toán này người ta đã cho chiều dài rồi và chiều rộng thì chưa. Như vậy thì công việc chúng ta là phải tìm được cái chiều rộng để tính diện tích. Và chúng ta có cái sơ đồ như sau. Và chúng ta có cái tóm tắt như sau. Chiều dài bằng 150m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. 100m² thì 60kg thóc. Và cả thửa ruộng thì bằng bao nhiêu tấn thóc? Và chúng ta lưu ý cái phần này. Cái câu cuối cùng là người ta hỏi là tấn thóc, có nghĩa là ta hỏi là đơn vị là tấn chứ không còn hỏi là kg. Như vậy trong quá trình giải toán chúng ta, sau khi chúng ta tìm được xong, chúng ta có thể đổi qua kg. Bây giờ bài này chúng ta, thầy sẽ dành thời gian cho chúng ta để giải. Và sau khi giải xong chúng ta sẽ cùng thầy để kiểm tra cái kết quả như thế nào. Rồi, bây giờ thầy tin rằng các em cũng có một số bạn đã giải, đã xong bài toán này, vì bài toán này cũng tương đối là dễ. Những bạn nào mà chưa có thể giải hoàn thành bài toán này thì chúng ta có thể dừng lại một tí để chúng ta cùng tham khảo cách giải thầy hướng dẫn ở trên bảng. Chúng ta có bài giải như sau. Ở đây thầy thì nói thêm, đó là gì? Do diện, đầu tiên chúng ta phải tìm diện tích hình chữ nhật và phải cần hai đại lượng là chiều dài và chiều rộng. Và bài toán người ta đã cho chiều dài rồi, vì vậy chúng ta chỉ cần tìm chiều rộng. Và tìm chiều rộng thì chúng ta thấy là gì? Cái tỷ số giữa chiều dài với chiều rộng là bằng 2/3. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, có nghĩa là gì? Nếu chiều dài ứng với 3 phần thì chiều rộng có 2 phần. Và chúng ta nhìn lên sơ đồ chúng ta thấy chiều dài được biểu thị bằng 3 đoạn thẳng nhỏ và chiều rộng thì bằng 2 đoạn thẳng nhỏ. Thì giữa, nhìn vào đây thì chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm chiều rộng bằng cách chúng ta chỉ cần tìm một phần, sau đó chúng ta nhân lên, đây là có hai phần. Đầu tiên chúng ta chỉ cần tìm một phần này, rút về đơn vị, đây là giải toán, rút về đơn vị thì chúng ta tìm một phần, sau đó chúng ta nhân lên cho hai để được tìm được chiều rộng. Và đây là bước thứ nhất, lấy 150 chia cho 3 để tìm một phần, nhân cho 2 bằng 100m, chính là chiều rộng. Sau khi có chiều rộng, có chiều dài thì ta áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật. Đó là diện tích hình chữ nhật là lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Lấy 150 nhân với 100 thì bằng 15.000m². Và ở đây thì trong đề toán người ta có cho là cứ mỗi 100, trung bình thì cứ 100m² thì thu được là 60kg thóc. Như vậy chúng ta sẽ tìm là mỗi mét vuông thu được số thóc là, như vậy ta chỉ cần lấy 60 chia cho 100 thì bằng 0.6kg. Vậy 1m² thì 0.6kg, nhưng mà diện tích của cái thửa ruộng này là 15.000m², thì chúng ta có thể là cả thửa ruộng này thu hoạch được là lấy 0.6 nhân 15.000 bằng 9.000kg. Và sau đó chúng ta đổi thành 9 tấn. Đáp số là 9 tấn. Thì đối với bài toán này các em cần lưu ý một cái điều là
đây chỉ là một hướng giải, và chúng ta có thể đối với bài toán này chúng ta cần phải, có thể bạn nào tinh ý hơn một chút có thể gộp hai cái bước lại này thành một. Ta chỉ cần là lấy 15.000 chia cho 100 nhân cho 60 cũng bằng 9.000 kg, bằng 9 tấn. Đây là nội dung bài toán liên quan về đơn vị đo diện tích, nhưng cũng có tích hợp về cho chúng ta ôn về diện tích hình chữ nhật, rồi giải toán rút về đơn vị. Thì đối với cái bài này thì chúng ta cần nghiên cứu và để khắc ghi hơn. Các em thân mến, vừa qua thầy và chúng ta đã cùng các em để ôn tập một cái chủ đề A30, đó là ôn tập về đo diện tích, đo thể tích và đo thời gian. Cuối cùng xin chúc các em học tốt, chăm ngoan. Thân ái chào các em.